Bây giờ là 6:30 ngày 28 tháng 9. Như chúng ta đã biết thì sau khi trận cuồng phong mang tên Noru tàn quét vào đất liền thì các tỉnh miền Trung đã bị tập bão tàn phá cách rất là khủng khiếp. Nơi chúng tôi đang đứng đây là một trong những con đường chính của thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, con đường Trần Hưng Đạo. Thì như chúng ta đã thấy thì bây giờ thành phố thì là rơi vào cảnh rất là khổ ngang, với việc là cây xanh là bị gió thổi bật gốc, một số bảng hiệu cũng như là mái tôn cũng bị gió thổi xé toạc. Tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, nơi tâm bão đi qua, hàng loạt cây cổ thụ bị bật gốc, đường phố rơi vào cảnh ngổn ngang sau hàng giờ đồng hồ hứng chịu cơn bão cùng phong. Sáng ngày 28 tháng 9, nhóm phóng viên VTC News có mặt tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam để ghi nhận khung cảnh nơi đây sau một đêm bị càn quét bởi cơn bão Noru. Theo ghi nhận, các tuyến đường trung tâm thành phố như Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Nguyễn Trường Tộ, Lý Thường Kiệt, cây cối bật gốc, nằm la liệt chắn ngang đường. Dù bão chưa vào đến đất liền nhưng mưa, gió đang vận vũ tại Quảng Trị khiến nhiều nhà bị sập, tốc mái và hai người dân bị thương. Tuy chưa vào sâu trong đất liền, nhưng theo ghi nhận của người dân Quảng Trị, gió lớn và mưa to đã bắt đầu hàng tiếng đồng hồ. Nhiều cây cối, nhà cửa đã không thể chống chọi lại được sức công phá. Khoảng 15 giờ 30 phút, lốc xoáy bắt đầu cuốn qua thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh. Cơn lốc kéo dài khoảng 3 phút, khiến mái nhà đổ sập tạo tiếng nổ như bom. Người dân hoảng loạn vào nhà trú ẩn. Ít phút sau, mái nhà bị gió lốc dỡ hoàn toàn, xung quanh là khung cảnh đổ nát. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gio Linh Võ Đắc Hóa cho biết, đến thời điểm hiện tại, thị trấn Cửa Việt có 180 hàng quán, ki ốt và 120 nhà dân bị sập, tốc mái, 3 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng ổn định sinh hoạt, khắc phục thiệt hại. 16 giờ ngày 27 tháng 9 tại khu phố 3 thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, một số cây xanh bị ngã, nhà cửa và quán xá bị tốc mái do ảnh hưởng của một cơn lốc xoáy quét qua. Người dân cho biết vào khoảng 15 giờ 20 đi kèm với cơn mưa lớn là một luồng gió mạnh quét qua. Chỉ một thời gian ngắn nhưng phần mái ở chợ thị trấn Cửa Việt bị tốc, biến dạng, các ngôi nhà ở cạnh đó cũng bị tốc mái. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Gio Linh, cơ quan chức năng vừa mới đến hiện trường để thống kê thiệt hại, trước mắt có 2 người bị thương. Tại tôi đang có mặt tại đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Theo ghi nhận của chúng tôi thì hiện tại ở đây mưa vẫn rất lớn và gió vẫn giật mạnh. Ngoài đường cây gãy đổ rất nhiều và tôn của nhà dân bị tốc mái bay vương vãi khắp mặt đường. Tôi đang có mặt tại tuyến đường Trần Quý Cáp và Trần Chí Cương. Ngay sau lưng tôi là Sở Tài Chính. Nơi đây hiện tại có mưa rất lớn và tuyến đường này đã ngập cục bộ. Hình ảnh đầu tiên từ đảo Lý Sơn khi bão Noru ảnh hưởng. Khi cách đất liền 300 km, bão Noru đã gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 11 ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Hình ảnh lúc 13 giờ cho thấy khu vực có mưa bão mạnh khiến cây cối nghiêng ngã. Chào các bạn, tôi là Hùng Khoa, báo Dân Trí. Hiện tại tôi đang có mặt trên đường Hùng Vương, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Sau khi cơn bão số 4 đổ bộ vào đất liền, thì ở khu vực thành phố Hội An thì bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Tất cả các tuyến đường ở khu vực thành phố Hội An bị chia cắt, nhiều cây xanh bị ngã đổ, mái tôn bay khắp nơi. Thì bây giờ cái việc đi lại của người dân ở thành phố Hội An cũng như những người dân mà muốn đi vào phố cổ thì gặp rất nhiều khó khăn. Cơn bão tối vô hồi là lúc 10 rưỡi rồi bắt đầu cũng gió thổi xe. Nhưng mà nói như là cơn bão Hội An là mỗi này là lớn nhất, nhưng cây cối nhỏ rất nhiều, nhà chú sụp ngố nhiều, dở như thế đó. Rồi cái cây này nó ngã lúc mà chú có hay không? 11 giờ rưỡi, đúng 11 rưỡi là ngã với ngã cây, gió rất xe. Cũng như là rất mạnh, nói chung là một rưỡi là nhà lớn nhất từ xưa đến giờ đúng không chú? Nhà. Vào hồi 4 giờ ngày 28 tháng 9,
Vị trí tâm bão nằm ngay trên bờ biển giữa Đà Nẵng và Quảng Nam, cường độ gió cấp 11, 103, 117 km/h, giật cấp 13. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h. Một số hình ảnh kinh hoàng của cơn bão Noru khi vào đất liền như sau.